Ngày 8 tháng 9, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã có buổi làm việc tại bệnh viện hồi sức COVID-19, trưng dụng từ bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 thành phố Thủ Đức. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ xúc động và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp quan trọng của đội ngũ y bác sĩ và các tình nguyện viên tại bệnh viện trong công tác phòng chống dịch của thành phố. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện hồi sức COVID-19 đã có 55 ngày chiến đấu, mỗi chặng đường ghi lại những chiến công, đó là tiếp nhận bệnh nhân, điều trị và đã cho xuất viện khoảng 600 người. Đến nay, số bệnh nhân nhập viện giảm khoảng 30%, tử vong giảm gần 50%. Đây là sự nỗ lực rất lớn, rất đáng trân trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đã có thuốc điều trị COVID-19, đã tiêm vaccine gần 90% cho người từ 18 tuổi trở lên. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh 3 mũi tiến công rất quan trọng, đó là vaccine, thuốc, ý thức của người dân. Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng tiếp tục trong điều kiện có niềm tin, có điều kiện dẫn tới chiến thắng. Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị các chiến lược để trở lại bình thường mới. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, dù trở về bình thường mới, nhưng hệ thống y tế phải được củng cố, tăng cường, đảm bảo đủ sức chiến đấu dẻo dai hơn, bền bỉ hơn để vừa chiến đấu trước mắt và chiến đấu lâu dài. Chúng ta phải chăm lo sức khỏe, bảo vệ tính mạng nhân dân bằng mọi cách. Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh tại buổi làm việc ở Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Trước đó báo cáo với đoàn công tác, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm giám đốc điều hành Bệnh viện Hồi sức COVID-19 cho biết, ngoài lực lượng y bác sĩ, nhân viên bệnh viện, còn có đội ngũ tình nguyện viên tham gia chăm lo cho người bệnh. Trong đó đội ngũ tình nguyện viên tôn giáo có vai trò rất quan trọng, giúp cho bác sĩ điều dưỡng có thời gian tập trung vào công tác chuyên môn. Bệnh viện có quy mô 1.000 giường, hiện đang điều trị 689 bệnh nhân nặng và nguy kịch.